Có một con hiểm ở đây khá là yên bình. Ai thích hoài niệm về Sài Gòn ngày xưa có thể đi ra ngoài đây được. Cái con hẻm này đẹp lắm, nhìn nó yên bình gì đâu á. Mấy bức tường cũ phía lên tay trái nè, rồi tới đây là hết rồi nha. Dưới đây có cái công viên của người ta chơi. Hết rồi. Nói vậy mà cái con hẻm này nhìn nó yên bình quá. Cái cửa mà giống như là hoài cổ vậy mà, yên bình thật sự.